Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành công điện số 78 CDTTG về việc tập trung ứng phó nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét tại khu vực Bắc Bộ. Công điện nêu rõ, từ tháng 7 đến nay, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã xảy ra nhiều đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng, gây sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt sâu tại nhiều nơi, thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng nhà cửa của người dân, công trình cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều nghị quyết, công điện chỉ đạo, yêu cầu các bộ ngành có liên quan và các địa phương chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Từ đêm ngày 10 đến sáng ngày 11 tháng 8 năm 2024, tại hầu hết các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 11 đến ngày 15 tháng 8 năm 2024, tại Bắc Bộ có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250 mm, có nơi trên 400 mm. Do vừa qua đã liên tục có mưa lớn kéo dài, đất đã bão hỏa nước, nước trên các sông suối đang ở mức cao nên khả năng cao sẽ xuất hiện lũ trên các sông suối đặc biệt nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực miền núi trung du và các vùng sườn dốc ngập lụt sâu tại các khu vực thấp trũng đô thị để chủ động ứng phó với đợt mưa lũ lớn, sạt lở đất, lũ quét có thể xảy ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công, tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 75 CDTTG ngày 3 tháng 8 năm 2024 với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trong ứng phó với thiên tai, đặc biệt là nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, lũ ống nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh vĩnh phúc hà nội hà nam hải phòng nam định ninh bình thái bình thanh hóa nghệ an tiếp tục chỉ đạo ra soát kỹ các khu dân cư kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ mất an toàn nhất là các khu vực có nguy cơ sạt lở đất lũ quét lũ ống ngập sâu chủ động bố trí lực lượng phương tiện kiên quyết di rời dân ra khỏi nơi khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở lũ ống lũ quét nhằm bảo đảm an toàn tính mạng tài sản cho người dân tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai mưa lũ trên địa bàn chỉ đạo triển khai công tác ứng phó kịp thời hiệu quả theo phương châm bốn tại chỗ trong đó đặc biệt lưu ý công tác truyền thông bảo đảm mọi người dân nhất là người dân ở vùng sâu vùng xa đồng bào dân tộc thiểu số nắm được thông tin về nguy cơ mưa lũ sạt lở đất lũ quét tổ chức kiểm soát hướng dẫn giao thông trong thời gian xảy ra mưa lũ nhất là việc đi lại qua ngầm tràn khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở khu vực nước ngập sâu chủ động bố trí lực lượng phương tiện lương thực nhu yếu phẩm tại các khu vực sung yếu có nguy cơ xảy ra chia cắt khi mưa lũ lớn sạt lở đất ngập lụt để kịp thời thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn hỗ trợ người dân khi có tình huống chủ động huy động phương tiện lực lượng ngân sách và các nguồn lực của địa phương để triển khai ngay công tác khắc phục hậu quả thiên tai trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của địa phương cần kịp thời báo cáo cơ quan chức năng để được hỗ trợ theo đúng quy định Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, dự báo, thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động triển khai công tác ứng phó theo quy định. Bộ trưởng các bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chủ động chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét theo quy định, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập bảo vệ sản xuất, bảo đảm an toàn giao thông và kịp thời khắc phục nhanh sự cố trên các trục giao thông chính. Bộ trưởng các bộ, quốc phòng, công an, chỉ đạo công an các địa phương, các quân khu, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, chủ động phối hợp với các địa phương, triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ, chủ động sơ tán sớm, di rời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu của địa phương đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam thông tấn xã việt nam báo nhân dân và các cơ quan truyền thông khác ở trung ương và địa phương tăng thời lượng phát sóng đưa tin để người dân nắm được thông tin về nguy cơ diễn biến thiên tai biết được kỹ năng ứng phó khi xảy ra thiên tai nhất là sạt lở đất lũ quét lũ ống ngập lụt nhằm hạn chế thiệt hại Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức trực ban 24 trên 7, theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền. Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang trực tiếp chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Văn phòng chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc các bộ ngành địa phương thực hiện nghiêm túc công điện này. Chiều mùng 4 tháng 8, đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại sau trận lũ quét tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, đồng thời thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề sau lũ. Sau khi đến Điện Biên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã di chuyển đến xã Mường Bồn, kiểm tra thực tế hậu quả mà mưa lũ gây ra trên địa bàn xã. Tại đây, Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động của tỉnh Điện Biên trong phòng chống thiên tai, nhất là lực lượng vũ trang đã có mặt kịp thời để hỗ trợ nhân dân sơ tán người và tài sản đến nơi ở an toàn, tìm kiếm người mất tích. Phó thủ tướng cũng biểu dương lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Điện Biên trong những ngày qua đã không quản khó khăn vất vả, sẵn sàng vào tâm lũ, lật từng tảng đá, đào từng mét đất, tìm kiếm người mất tích. Đặc biệt những hình ảnh mà lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Điện Biên dầm mưa, bơi quanh lòng hồ, bất chấp nguy hiểm, lật từng vị trí rác thải, cây cối với độ dày có chỗ lên đến từ 50 tới 60 cm để dò tìm người mất tích có thể bị cuốn trôi đến đã để lại nhiều ấn tượng đẹp thăm tặng quà các gia đình bị thiệt hại nặng do mất nhà cửa mất người thân tại ba bản tin tốc bản lĩnh mường pồn phó thủ tướng trần lưu quang động viên các gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau do mưa lũ gây ra đồng thời khắc phục khó khăn trước mắt chung tay cùng chính quyền địa phương các ngành chức năng dọn dẹp bản làng nhằm sớm ổn định lại cuộc sống Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Điện Biên, các sở ban ngành đẩy nhanh hơn nữa tiến độ khắc phục hậu quả thiên tai, sớm bố trí mặt bằng để làm nơi tái định cư, ổn định đời sống cho người dân vùng xảy ra lũ quét, sạt lở. Riêng đối với huyện Điện Biên, Phó Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục tính toán phương án hỗ trợ khắc phục các diện tích nông nghiệp của người dân bị thiệt hại, những diện tích nào không có khả năng khôi phục thì sớm chuyển đổi cây trồng để người dân có tư liệu phát triển kinh tế. Trước đó, dạng sáng 25 tháng 7, một trận lũ quét ập về xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã khiến 7 người chết và mất tích. Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân. Chiều ngày 30 tháng 7, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã đến thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, huyện trương Mỹ, Hà Nội để thăm hỏi động viên chia sẻ về những vất vả của các hộ dân đang bị nước lũ bổ vây khoảng một tuần này và kiểm tra công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn. Có mặt tại thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, huyện trương Mỹ vào chiều nay, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã hỏi thăm động viên chia sẻ về những khó khăn vất vả và tặng quà cho người dân nơi đây phó thủ tướng mong bà con cố gắng khắc phục vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống phó thủ tướng đề nghị thành phố hà nội và các đơn vị chức năng địa phương đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân vùng lũ quan tâm bố trí nơi ở tạm sơ tán những hộ dân không bảo đảm an toàn tiếp ứng lương thực nhu yếu phẩm nước sạch cho người dân đặc biệt quan tâm đến người già cô đơn yếu thế người tàn tật Phó Thủ tướng nhấn mạnh lãnh đạo địa phương cần chú ý đến công tác vệ sinh môi trường, không để bùng phát dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân sau khi nước rút và chuẩn bị sẵn sàng các phương án đối phó với các trận mưa tiếp theo, không để bị động trước các tình huống. Sau khi nước rút, thành phố Hà Nội cần huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên xung kích hỗ trợ người dân sửa chữa, vệ sinh nhà cửa, trường học, cơ sở khám chữa bệnh về lâu dài đề nghị địa phương phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn để nghiên cứu đề xuất các giải pháp căn cơ xử lý cho bà con vốn đã sống rất lâu trên vùng đất này thủ tướng chính phủ lãnh đạo chính phủ xin chia sẻ về khó khăn của bà con ở đây trong trường hợp cần sự hỗ trợ của bộ ban ngành chính phủ thì các đồng chí cứ báo cáo kịp thời phó thủ tướng lê thành long nêu rõ về diễn biến mưa lũ những ngày vừa qua từ ngày 22 tháng 7 đến nay khu vực bắc bộ xảy ra mưa lớn kéo dài tổng lượng mưa tại tỉnh hòa bình và thành phố hà nội lên đến 300 tới 450 mm đặc biệt tại xuân mai Trường mỹ lên đến 743 mm do mưa lớn trong khu vực và lũ rừng ngang từ hòa bình đổ về làm mực nước sông bùi sông tích lên rất nhanh ngày 24 tháng 7 trong vòng chưa đầy 12 giờ lũ sông bùi lên đến gần 2 m lũ sông Bùi đạt đỉnh lúc 14 giờ ngày 28 tháng 7 là 7,43m, trên báo động 3 là 43cm. Lũ sông Tích đạt đỉnh lúc 13 giờ ngày 24 tháng 7 là 8,33m, trên báo động 3 là 33cm. Hiện mưa đã ngớt, tuy nhiên mực nước lũ sông Bùi, sông Tích xuống chậm do lũ trên sông Đáy có xuống nhưng còn ở mức cao. Riêng tại huyện Trương Mỹ có 24 thôn xóm với khoảng 1.500 hộ, hơn 5.500 người bị ảnh hưởng do nước ngập lụt từ 0,5 đến 2 mét. Nhiều hộ dân bị cô lập, nước lên đến gần mái nhà. Hệ thống đê điều công trình giao thông thủy lợi bị ngập chưa đánh ra hết được thiệt hại.